Vâng, chào các bác, em mới về được một hai con EQI Mỹ, một con ADC và một con Soldierman của Mỹ nồi. Tích hợp làm rề rất là hay. Hộp gỗ đầy đủ cho các bác luôn, mới 7 màu. Hai con Mỹ nồi và một con Amly cũng rất là nổi tiếng của hãng Vixxer. Đánh cả những dòng được AR3, AR3A, AR2X, nói chung những dòng roller cổ của Mỹ, Nhật, Âu địa. 450T đánh rất tốt, 450T thả tiếng bass rất là tuyệt vời, đẹp xuất sắc nha, giá là 19 triệu nha các bác, 19 triệu. Tới sẽ có video chi tiết con này. Đây là con ADC SS2 MK2 nha các bác, đẹp len keng, giá 6 triệu 500, con MK2 nha, SS2 MK2. Và đây là con Soldierman BRB2204 mới keng. Đây là dòng EQI, hàng nồi của Mỹ, chuyên nghe nhạc và hỗ trợ các bác làm rề rất tuyệt vời. Mỗi vế là 2, 4, 6, 8, 10 cân cái volume. Và đây là con ADC SS2 MK2, giá 6 triệu rưỡi, và con này là 7 triệu rưỡi nha. Đấy, video này là chỉ được 3 sản phẩm quá, mới về chiều nay. Con này bác nào đang cần để phối ghép với những con âm ly cổ ở nhà, hay là những cái bộ AK rồi các bác, con này hợp, rất là hợp với những dòng âm ly receiver nha. Soldierman RB2204 mới lắm nha. Tí có video chi tiết em này các bác cùng ngắm nha. Giá để nó 7 triệu rưỡi, con này là 6 triệu rưỡi nha. Và con này là 19 triệu, 450T thì rất nổi tiếng rồi, giá nó cũng dao động ở đó thôi các bác. Hộp gỗ zinc nha, máy đẹp len keng này, 19 triệu bao gồm phí ship. Bác nào cần sản phẩm nào bên em Chiến thì cứ liên hệ cho qua hai số điện thoại trên. Và đây cũng là con Denma đồng hồ mạch sâu em mới về, thì sấy niềng vàng nấm nghẹp. Con này thì em để sưu tầm. Con này size 38 nha các bác. Rồi, bác nào muốn sở hữu một trong những sản phẩm này thì alo cho em Chiến qua hai số điện thoại phía trên màn hình nhé.